Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 3, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới bật tăng mạnh lên trên mức 1.846 đô la Mỹ, tăng 10 đô la Mỹ một ounce trong phiên. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.820.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Giá không thay đổi so với phiên điểm trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 650 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm nhẹ. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.850.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.150.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.850.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 20.000 đồng một lượng chiều mua và 60.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.180.000 đồng một lượng, chiều bán 66.780.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh tăng từ 42.000 đồng một lượng đến 100.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.566.000 đồng một lượng đến 53.250.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.566.000 đồng một lượng đến 54.150.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.845,3 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 10 đô la với tỷ lệ 0,55%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.835 đô la Mỹ và cao nhất 1.847 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 22.376 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 4,64%.
Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 104,758 điểm, giảm 0,2%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ lùi về mức 4,005% một năm, giảm 1,4% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 77,934 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,08%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 52.900.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 13.900.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.200.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp tục tăng nhẹ với giá vàng giao ngay lên gần mức 1.840 đô la Mỹ một ounce, tăng so với rạng sáng ngày trước đó. Sau khi thoát khỏi mức thấp nhất trong 9 tuần vào đầu tuần, thị trường vàng đang chứng kiến một số giao dịch mua kỹ thuật mới đẩy giá lên quanh mức 1.840 đô la Mỹ. Theo một số nhà phân tích thị trường, đây có thể là khởi đầu của một động thái tăng giá mới hơn vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khó có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kiku News, Giám đốc nghiên cứu và giáo dục thương mại Michel Schneider cho biết, nếu như các nhà đầu tư muốn biết hướng đi của vàng, họ nên chú ý nhiều hơn đến giá đường. Mặt hàng ít được chú ý này hiện đang giao dịch ở quanh mức 0,25 đô la Mỹ một bao. Tháng trước, đường đã đẩy lên mức cao nhất trong nhiều năm trên mức 0,21 đô la Mỹ. Đồng thời, giá đường tăng hơn 120% so với mức thấp được ghi nhận trong năm 2020 do tác động của COVID-19. Sau một khởi đầu mạnh mẽ, vàng ghi nhận tháng tồi tệ nhất trong tháng 2 kể từ giữa năm 2021. Thị trường vàng đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi kỳ vọng về lãi suất bắt đầu thay đổi, với việc các nhà đầu tư mong đợi Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn so với dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, bà Schneider nói rằng mặc dù vàng bị bán tháo nhưng nó vẫn giữ được ở mức hỗ trợ quan trọng. Bà kỳ vọng giá vàng sẽ giữ vững ở mức 1.800 đô la Mỹ một ounce khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát và sẽ tìm cách bảo vệ tài sản của mình. Schneider cũng lưu ý, bất chấp việc bán tháo, vàng vẫn sẽ tiếp tục vượt trội hơn so với chứng khoán. Bà cho rằng chỉ cần một chất xúc tác nhỏ sẽ kích thích một đợt tăng giá lớn hơn của vàng. Hiện, dòng vốn đang hạn chế chảy vào vàng. Nguyên nhân được cho là giá vàng đang phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Cụ thể, đồng đô la Mỹ đã tăng trên diện rộng, lãi suất trái phiếu vượt ngưỡng 4% một năm. Thị trường chứng khoán của Mỹ và châu Âu tăng điểm rất mạnh. Từ đó, nhiều người tập trung vốn vào đồng bạc xanh, trái phiếu và cổ phiếu. Trước sức ép này, vàng gần như không có cơ hội để bật tăng, thế nên giá vàng đã phải biến động trong vùng từ 1.830 cho đến 1.840 đô la Mỹ. Ông Carlo Alberto de Casa, nhà phân tích thị trường tại quỹ tiền tệ Kenesis cho biết, nếu như tuần tới lạm phát tháng 2 của Mỹ được báo cáo tiếp tục tăng, vàng có thể giảm xuống phạm vi dưới 1.800 đô la Mỹ một ounce. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6, ngày 3 tháng 3 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.